gió này rầm 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 như tháng 10 từ tháng 11 luôn. Đấy. Mưa gió. Vâng, hello các bạn, đây là gia đình nhà ngoại của mấy đứa nhỏ. Đây, sáng mùng 1 đi từ nhà qua rồi qua nhà bà nội của mình, bây giờ qua nhà bà ngoại mấy đứa nhỏ. Đó, ông bà ngoại. Đây. Đi thì bà ngoại, chúc bà ngoại sức khỏe, năm mới năm tài phát lộc, dồi dào, cực kỳ dồi dào sức khỏe chứ ba, nhá. Cảm ơn con. Rồi. Mấy con. Dạ. Ông Minh còn chạy nè. Cuối không á, thì bỏ cái gì đâu, lên xe ông nè. Đầu cam đâu. Đó. Chưa. Rồi, ai nữa? Hết đâu? Hết chưa? Hết. Chưa. Đầu đó. Đây bạn, đây là phong bì lì xì của nhà ngoại này, bà ngoại này. Phúc, Phúc. Cảm ơn bà ngoại nhiều. Giữ tiền ở nghe được. Vâng, trưa mùng 1 Tết mình vui xuân các bạn, vui xuân mấy cái chỗ như là hình rồng này, chụp hình cho cả nhà, sẵn quay cho các bạn xem cảnh trưa mùng 1, giờ này khoảng hơn 10 giờ bạn, gần trưa rồi, xem thử tình hình bà con mình đi vui xuân đi chơi như thế nào nhé. Phía trong đây thì sân khấu họ gỡ luôn bạn, không nghỉ Tết, họ không nghỉ Tết mà họ gỡ luôn. Họ dọn dẹp xong trong ngày nay ngày mai luôn các bạn. Đấy. Thời tiết Quy Nhơn thì có mưa rỉ rỉ. Rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Thời tiết mùng 1 mà có mưa xuân rất là lý tưởng nha. Vô cảnh dọn dẹp nè các bạn. Dọn dẹp bạc đồ đầy hết. Đây, cảnh dọn dẹp sân khấu đây các bạn, chào các bạn xem. Đó, bây giờ thì mấy ngày tới thì dịch vụ xe điện này cho trẻ em lên ngôi các bạn, đắt lắm. Bình thường thì 20-30 ngàn, đó ngày tết thì chắc cả 100 ngàn giết. Giết đâu chắc nửa tiếng các bạn. Ô, chỗ quảng trường Linh Vật Xuân quá đông người chụp hình các bạn, không biết cái chụp lọt không. Quá đông các bạn ơi. Đông người quá. Vâng, toàn cảnh quảng trường vào lúc gần 12 giờ trưa nè bạn, gần 12 giờ trưa nha.
rất là đông người từ bên tượng đài Bác Hồ cho đến qua bên linh vật kia để mà có một bức ảnh đẹp trong cái thời gian này rất là khó nha các bạn, rất là đông người chụp, không dính người này thì cũng dính người khác đấy, nhưng cũng tranh thủ các bạn, tranh thủ thôi. Mùa xuân thì thời gian có hạn, còn phải đi chơi nhiều nơi nữa đó, cho nên mọi người cứ chen lắng chụp nhanh rồi đi đó các bạn, rất là tuyệt vời luôn. Quảng trường đông đen các bạn, đông đen người xe này. Đông đen người xe luôn. Đó, bây giờ trời nó sáng sáng lên tí nè bạn, lên hình nó đẹp hơn đó, và rất là đông nha. Cái này thì còn sử dụng tới mùng 10 các bạn, khoảng mùng 10, còn khoảng 10 ngày nữa. Vâng, ngày mùng 1 ở Quy Nhơn buồn chán như thế nào các bạn? Các bạn có biết không? Đây, như thế này các bạn. Vừa từ 9 giờ nó hành hạnh tí buổi trưa. Rồi qua bật qua giờ chiều, 1 giờ chiều, mưa tới giờ này 5 giờ chiều các bạn. Mưa liên tục đó, bà con đi đi chơi này mà có mưa 100% luôn. Đó. Mưa không nghỉ các bạn, mưa không lớn nhưng mà cứ mưa liên tục dầm, mưa phùn các bạn, mưa phùn dầm, lạnh liên tục đó, rất là chán luôn. Đó, thời tiết các bạn chán hết sức luôn. Và ngày mùng 1 nó qua đi một cách nhẹ nhàng các bạn, là không phải làm gì mà tới giờ này 5 giờ chiều các bạn, sắp hết một ngày rồi các bạn. Một ngày vô cùng buồn chán trong rất là nhiều năm. Trong rất là nhiều năm thì ngày mùng 1 mới mưa như thế này các bạn. Năm trước thì cũng có mưa nhưng mà mưa ở mùng 3 thì phải các bạn, mùa mùng 3 thôi. Bây giờ thì mưa suốt. Mưa ướt đường, ra đường thì mưa như thế này thì ra đường người dân ra đường cũng không muốn đi các bạn, gần như không muốn ai muốn ra đường hết. Công viên quảng trường vậy mọi người sẽ chụp hình nhiều, nhưng mà đó bây giờ đâu ai mưa vậy, đâu ai ra đường đâu, đâu ai ra công viên đâu. Một ngày rất là buồn chán luôn. Một ngày mùng 1 trường này các bạn, bình thường thì nó đông lắm đó, bây giờ thì mưa dày thì cũng có vài người thôi ráng tới check in. Trong cái chuyến du xuân của họ thì họ không thể nào mà quay trở lại nữa, cho nên thôi mưa gió nhưng mà check in. Còn đồ chơi này các bạn, đồ chơi đây đấy, đóng hết
mất kiếm ăn của mọi người.